thưa quý vị và các bạn, theo đánh giá của Bộ Công Thương, hiện nay ngành công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam đã có sự phát triển bước đầu, đạt được những kết quả tích cực. Song về cơ bản vẫn còn khá khiêm tốn, đơn cử như ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô. Mục tiêu đạt tỷ lệ nội địa hóa đối với xe cá nhân đến 9 chỗ ngồi là 40% vào năm 2005, 60% vào năm 2010, nhưng đến nay mới chỉ đạt từ 7 đến 10%. Đối với công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may, da giày, tỷ lệ giá trị gia tăng trong sản phẩm dệt may đạt thấp. Năm 2015 chỉ đạt 51,1%, ngành da giày tỷ lệ cung ứng chỉ khoảng 20 đến 25%, còn lại thì lại phải nhập khẩu. Đối với các nước có nền công nghiệp phát triển, công nghiệp hỗ trợ được xem là mắt xích quan trọng đối với sản xuất hàng hóa và nền kinh tế. Ở Việt Nam, công nghiệp hỗ trợ phát triển chưa đồng đều, chất lượng còn hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu là trình độ lực lượng lao động ở Việt Nam còn thấp. Doanh nghiệp Việt Nam thường thiếu vốn, thiếu công nghệ, trình độ quản lý. Vì vậy, nhiều nhà đầu tư và doanh nghiệp đã không mạnh dạn tham gia vào sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Chính là nhờ qua các cái hoạt động này thì các doanh nghiệp Việt Nam và đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong các cái ngành công nghiệp hỗ trợ và nhất là những cái sản phẩm mà như chúng ta đã thấy ngày hôm nay là phía Nhật Bản cũng đã, các doanh nghiệp Nhật Bản cũng đã trưng bày ở đây và rất nhiều các doanh nghiệp Việt Nam thì cũng đã đáp ứng được và cũng đã cung cấp được và trở thành các nhà cung cấp cho các cái doanh nghiệp Nhật Bản cũng như là trong các cái ngành công nghiệp của Nhật Bản. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải thấy rằng là để muốn đạt được và muốn là trở thành nhà cung cấp của Nhật Bản thì đảm bảo phải có cái sự đầu tư về công nghệ cũng như là cái chất lượng về nguồn nhân lực. Để mình tham gia được cái chuỗi cung ứng toàn cầu thì mình phải đạt được tất cả các tiêu chuẩn của bên khách hàng người ta đề ra mà người ta đưa cái thông tin đó cho không phải chỉ Việt Nam mình, cho các nước xung quanh, ví dụ cho Trung Quốc, cho Thái Lan, cho Indonesia, cho Malaysia, vân vân. Chưa nói gì cả đến các nước bên Nhật hay của châu Âu. Châu Âu thì bọn em cũng phải cạnh tranh rất nhiều đến Đông Âu vì họ cũng công nghệ cao và giá lại thấp hơn cái bên phía Tây Âu. Thực ra thì khó khăn thì nó rất nhiều. Cái khó khăn lớn nhất là cái nguồn vốn của mình. Thì các cái doanh nghiệp Việt Nam nhỏ ấy, thì là thường cái nguồn vốn nó khó khăn. Thì câu chuyện đấy thì cũng khó nói. Bởi vì chính phủ Việt Nam cũng có nhiều cái nghị định chính sách, tuy nhiên là hiện nay nó cũng chưa tới được cho cái công nghiệp hỗ trợ. Cái nhân lực là một cái mà tiên quyết sau cái chuyện vốn, bởi vì nếu anh không có cái nguồn lực để mà kỹ thuật để mà xử lý thì anh sẽ không thể sản xuất gia công được cho khách hàng. Đảng và nhà nước ta đã xác định đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng nền kinh tế. Trong đó, đã xác định ngành công nghiệp hỗ trợ là xương sống của các ngành công nghiệp. Do vậy, đã ban hành nhiều chính sách tạo cơ chế phát triển cho ngành công nghiệp hỗ trợ. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh hợp tác giữa các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài nhằm nâng cao khả năng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Bộ Công Thương, Cục Xúc tiến Thương mại thường xuyên tổ chức triển lãm về công nghiệp hỗ trợ, triển lãm mà các doanh nghiệp của Nhật Bản mang đến những thứ họ cần mua để các doanh nghiệp Việt Nam biết, cũng như việc Bộ Công Thương phối hợp với tập đoàn Samsung tổ chức các triển lãm nhằm tìm kiếm nguồn cung cho hệ thống sản xuất của tập đoàn, cũng là những hoạt động nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực này. Chúng ta muốn phát triển được ngành công nghiệp của Việt Nam thì chúng ta phải phát triển cái ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam. Và chính phủ thì cũng đã có cái nghị định về ngành công nghiệp hỗ trợ và gần đây nhất là ngày 18 tháng 1 năm 2017 vừa qua thì Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký cái quyết định cũng như là cái quy chế hoạt động về cái ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam. Thì chúng tôi tin tưởng là trong thời gian tới với sự phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước, các bộ ngành, các địa phương và quan trọng nhất đó là các cái doanh nghiệp của Việt Nam thì ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam sẽ có cái bước phát triển mới đáp ứng được cái nhu cầu và yêu cầu của cái sự công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. Việc Việt Nam cần làm lúc này là nâng cao hơn nữa tỷ lệ nội địa hóa, hướng đến tự sản xuất được linh kiện, phụ tùng để tạo hấp dẫn đối với các nhà sản xuất và lắp ráp ô tô. Đồng thời, chính phủ Việt Nam cần có những chính sách hỗ trợ thêm đối với doanh nghiệp xe hơi trong nước. Theo các chuyên gia kinh tế, để ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển trong thời gian tới, các bộ ngành liên quan cần rà soát kỹ lại các doanh nghiệp, từ đó ưu tiên bố trí vốn kèm theo các chính sách ưu đãi về thuế, lãi suất vay, thủ tục thì mới có thể đưa ngành công nghiệp hỗ trợ đi lên. Mặt khác, cần nâng cao tay nghề lực lượng lao động và tạo điều kiện hết mức cho các doanh nghiệp trong nước tham gia phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ nhằm nâng cao tỷ lệ nội địa hóa cũng như giá trị gia tăng từng sản phẩm.